Hụt lên vài tiếng ụt ụt, cuộn tung bọt li ti trắng xóa. Chú robot ROV, Remotely Operated Vehicle, thiết bị lặn biển điều khiển từ xa, được thả xuống mặt biển, chậm rãi lặn xuống đáy đại dương, bắt đầu chuỗi ngày làm việc không mệt mỏi. Cỗ máy nặng nhiều tấn, thô kệch, kích thước ngang ngửa chiếc Ford Escape có công suất hàng trăm mã lực, được mệnh danh là ngựa biển, lượn lờ đảo vòng quanh giàn khoang. Hệ thống camera liên tục truyền dữ liệu về phòng điều khiển trên tàu mẹ, kiểm tra tình trạng các cột trụ thanh dặn, phát hiện bộ phận rỉ sét không bảo đảm an toàn, lập tức ROV nhận lệnh sửa chữa, cắt hàng thay mới. ROV còn chịu trách nhiệm khảo sát đáy biển, hướng dẫn định vị mũi khoan, giám sát quá trình khoan giếng dầu đúng vị trí cần thiết, lắp đặt đường ống dẫn. Trong điều kiện khắc nghiệt dưới đáy biển sâu, lặng lẽ và kiêu hãnh, những chú ngựa biển ROV âm thầm gánh vác nhiều nhiệm vụ nặng nhọc khác, khảo sát tàu đắm, truy tìm cổ vật, cứu hộ, v.v. Robot lặn biển ROV là vô cùng cần thiết để gánh vác thay những công việc nguy hiểm. Giá ROV cực đắt, từ vài trăm ngàn đến vài triệu đô la Mỹ. Một kỹ sư Việt Nam đã đột phá lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao này, lắp ráp thành công ROV. Đó là ông Nguyễn Lịnh Nhân Đức, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ Hải Mã. Được chính thức thành lập từ năm 2006 đến nay, công ty Hải Mã là doanh nghiệp tư nhân duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê robot lặn biển ROV để phục vụ ngành dầu khí và khảo sát địa chất với lực lượng là 7 ROV được gia công lắp ráp tại Việt Nam. Ngoài Hải Mã, còn có hai doanh nghiệp nhà nước khác có thể cung ứng được dịch vụ này là Vietso Petro và BTSC. Theo đó, Việt Nam cũng chỉ có tổng cộng khoảng 12 robot ROV. Xin được chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh truyền hình FBNC. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời ngày hôm nay, ông Nguyễn Lịnh Nhân Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hải Mã. Chào cô Thúy Hạnh. Vâng. Tôi rất hân hạnh được làm việc với đài FBNC và cô Thúy Hạnh. Dạ. Và rất hân hạnh được nói chuyện với quý khán giả ngày hôm nay. Dạ, vâng. Thưa ông, là vừa rồi thì chúng ta có xem một đoạn clip ngắn về một ngành dịch vụ kỹ thuật có thể nói là có một cái sự đòi hỏi trình độ công nghệ rất là cao, rất thú vị. Và đặc biệt là thế hệ tin chắc rất ít người biết đến. Thế hệ còn được biết là ông không những là người thành lập Hải Mã mà ông còn là người tiên phong trong việc là mở đường mang robot drone về đến Việt Nam. Vậy thì ông có thể nhắc lại một chút về cơ duyên nào mà mình lại đến với ngành dịch vụ robot drone lặn biển này được không ạ? Dạ thưa cô, tôi đến với cái ngành này là bằng một sự tình cờ. Thực sự ra là đây là một cái ngành cực kỳ mới mẻ, mới cho đến độ là trong từ điển Việt Nam là không có các cái từ về cái ngành này. Và tôi làm việc trong ngành dầu khí thì có rất nhiều lãnh đạo trong ngành dầu khí cũng rất quan tâm đến ngành này, nhưng chưa có ai khai phá đi mở đường trong ngành này. Thì tôi được tiến sĩ Nguyễn Giao, lúc bây giờ là tổng giám đốc của Vietso Petro, có gợi ý là làm cách nào để phát triển cái ngành ROV. Yeah. Và câu chuyện đó bắt đầu từ đó, và tôi bắt đầu nghiên cứu và học nghề ROV với những lãnh đạo của các công ty ROV ở Âu Châu. Yeah. Vậy điều gì đã khiến ông quyết định từ bỏ công việc kinh doanh của mình tại Mỹ và về Việt Nam thành lập Hải Mã và tiếp cận được với cả ngành robot ROV hay còn gọi là ROV? Chắc là phải có sức hút nào mạnh mẽ lắm chứ ạ? Thưa cô, lúc tôi về Việt Nam thì hoàn toàn chưa có cái nghề này. Dạ. Tôi về Việt Nam lần đầu là 1988. Thì lúc đó hầu như là không có ROV làm việc ở Việt Nam. Và tôi cũng chưa hề có khái niệm gì về nghề này. Nhưng cái mục tiêu để về là được sống gần bà mẹ tôi còn ở Việt Nam, cũng như còn một số anh em và bà con dòng họ ở đây. Và tôi làm một cái nghề khác cũng rất thú vị và cũng là một cái nghề Việt Nam chưa có. Dạ. Cũng rất thú vị. Và về sau này khi tôi được tiến sĩ Nguyễn Giao gợi ý là nên đi sâu vào một cái ngành nghề rất có tiềm năng mà đất nước thì đang rất cần mà chưa có ai khai phá, thì đó là năm 2000, trong khi tôi về Việt Nam là từ năm 1988, tức là hơn mười mấy năm sau thì tôi mới bắt đầu đi vào cái nghề này. Vâng, dạ. Đến nay thì ông cho rằng lực lượng của robot lặn biển ROV tại Việt Nam ạ, trong cái nội địa của mình thì đã đáp ứng đủ hay chưa ạ? Trước khi Việt Nam mà vào cái nghề này thì 100% tất cả ROV cung cấp thì từ nước ngoài, cụ thể là từ Singapore. Nhưng từ khi
tiên phong nhất là việc Sobetro, mà tôi là người cung cấp và thiết kế những cái khóa đào tạo và cung cấp linh kiện và sửa chữa. Thì từ đó là từ năm 2001. Thì từ năm 2001 đến nay cũng đã là 12 năm. Và phía Việt Nam cũng đã tiến những bước rất dài. Và có thể nói là 80% dịch vụ ROV thì do phía Việt Nam đảm nhận, gồm có BTSC, Hải Mã và Vietsopetro là ba cái đơn vị chính chiếm lại cái thị trường, dành lại cho cái ngoại tệ cho trong nước. Dạ vâng. Vậy tại sao Hải Mã không kinh doanh phân phối về các robot ROV mà chỉ cho thuê thôi ạ? Thưa cô, ngành ROV nó khác với những ngành khác. Cái người khách hàng không ai muốn mua nó để sử dụng. Có một vấn đề là đã mua thì dính líu đến người. Vì người đã điều khiển cái này thì phải dạy 5 đến 7 năm thì mới điều khiển được. Mà nếu mua phần cứng về mà như là máy bay mà không có pilot thì không ai dám mua. Cho nên là thường thường các công ty dầu khí họ không muốn bận tâm đến việc là phải quản lý một cái đội ngũ, là đi training 5-7 năm. Trong khi đó họ có thể thuê ROV từ những công ty như chúng tôi. Và chúng tôi có người, có nhân lực và có đầy đủ kinh nghiệm để vận hành cho họ. Mà đó cũng là cái hình thức chung trên thế giới, người ta vẫn sử dụng như vậy. Xin cảm ơn ông với phần mở đầu, với những cơ duyên cũng như là những chia sẻ về một ngành dịch vụ rất là mới ở Việt Nam. Và chúng ta sẽ tiếp tục trong phần 2 của chương trình. Cảm ơn cô.